những người sinh tháng 2, 7, 3 trong tháng này chăm giúp mọi người sẽ sớm tìm được nửa kia. Vậy là mình sắp có người yêu rồi sao? Kinh quá, kinh quá! Chả có việc gì để làm cả, nói thế nhờ. Ôi dồi ôi. Em, chị thấy em làm việc vất vả quá, ăn tô mì đi. Đúng là chị của em, cả ngày làm việc mệt mỏi, đang thèm tô mì. Ủa chị quay cái gì vậy? À, thằng nước, cả ngày không làm gì lại còn ăn vặt trong giờ. Chị quay hết rồi nha, hồn hồn được ăn chị cái mình này đi. Phải làm việc chăm chỉ mới được, không là bà Trang lại ngồi soi mình mất. Đức ơi, đói không? Ăn bánh mì tôm chị lấy cho. Thôi, 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 không bánh mì tôm gì hết. Quà cho em đây này, ta-da. Cố mà làm việc đi, cuối tháng sẽ trừ lương đấy nhá. Cố lên. Bảo này hôm nay bị làm sao ấy nhở? Ố, cái gì đấy? Đây là con gấu bông của chị Trang. Dám lấy gấu của chị ý mà không xin phép à? Khôn hồn thì vào link giúp chị ngay. Ý ra là vậy, mình phải đi giúp, giúp mới được. Cậu cũng chưa sự kiện này à? Có ấn tượng vào link giúp không?